Có được sự thoải mái khi mang một đôi giày bóng đá luôn là yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm chơi bóng hoặc thi đấu của bạn. Thậm chí nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thi đấu của bạn nữa. Chính vì vậy, đừng quên bỏ túi những mẹo nhỏ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong đôi giày của mình. Và dưới đây là 5 mẹo nhỏ mà Thanh Hồ Fossil dành cho các bạn. Hãy chọn cho mình một đôi vớ tốt. Khi ra sân, thật ra bạn mang trên chân mình ít nhất là hai thứ, một đôi giày và một đôi vớ. Thế nhưng, có nhiều người lại chỉ xem đôi vớ là một món phụ kiện đi kèm hay là món quà tặng kèm mỗi khi bạn mua đôi giày, và họ chẳng quan tâm vớ nào là vớ nào, cứ xỏ vào rồi lên chân đôi giày là được. Thế thì không tốt đâu nhé. Nói đâu xa, thật ra vớ là thứ tiếp xúc trực tiếp nhất với da thịt của bạn, nó còn là phần đệm dưới bàn chân trần và mặt trong của đôi giày. Vậy nên, hãy sở hữu cho mình một đôi vớ tốt, vừa vặn và thoải mái cũng quan trọng như việc lựa chọn cho mình một đôi giày tốt vậy. Điều đầu tiên mà bạn phải cân nhắc khi lựa chọn một đôi vớ chính là chất liệu. Hãy lựa chọn những đôi vớ có chất liệu co giãn tốt, mặt vải mềm mại và độ dày vừa phải. Những đôi vớ kém chất lượng thường có chất liệu kém co giãn và sẽ bị nhão ra sau một vài trận sử dụng. Chứ cái là chất liệu kém còn khiến đôi vớ trở nên co cứng lại sau vài lần giặt. Và nếu đôi vớ cứng đó tiếp xúc với phần da của bàn chân bạn, cọ sát lên đó trong một thời gian dài, đặc biệt là khi bạn phải thường xuyên thực hiện những động tác nhanh, mạnh như bứt tốc hay sút, chuyền, thì điều đó không tốt cho chân của bạn đâu. Nó có thể làm cho chân của bạn bị đau rát, khó chịu hay là phồng chân. Ngoài ra, lựa chọn một đôi vớ vừa đôi chân của bạn cũng rất quan trọng. Đối với những loại vớ có chất lượng thì thường nhà sản xuất sẽ có ghi chú chiều dài bàn chân phù hợp với từng đôi vớ. Hãy để ý đến những thông số đó khi chọn mua. Khi mang vớ cũng hãy chú ý tránh việc phần mũi và gót vớ bị đùng lên, vì đó sẽ làm chân bạn không được thoải mái ở bên trong đôi giày. Một bằng chứng cho thấy vớ là một yếu tố quan trọng chính là các cầu thủ chuyên nghiệp thường luôn tin tưởng chọn cho mình một loại vớ nhất định. Nếu như tinh ý, bạn có thể nhận ra là nhiều cầu thủ khi thi đấu họ luôn mang trên chân mình hai đôi vớ. Một đôi vớ với nhãn hiệu mà họ tin dùng được mang ở phía dưới, tiếp xúc trực tiếp với chân của họ. Sau đó, họ sẽ cắt phần vớ bên ngoài, tức là vớ đi liền với đồng phục của câu lạc bộ để mang vào, để đảm bảo phần đồng phục của mình cũng giống với toàn đội. Hãy chọn giày phù hợp với kích thước và hình dáng bàn chân. Điều này có lẽ là đã quá nhiều người biết rồi. Muốn đôi giày thoải mái, hãy chọn giày sao cho nó phù hợp với kích cỡ và hình dáng bàn chân của bạn. Kích cỡ ở đây chính là size giày, tương ứng với chiều dài bàn chân của bạn. Còn hình dáng thì bao gồm luôn cả chiều ngang và chiều cao của mu bàn chân. Muốn thật sự có một đôi giày thoải mái, bạn cần thỏa mãn 3 yếu tố trên. Đừng nghĩ chỉ cần chọn size giày đúng với chiều dài của chân mình là được. Những đôi giày khác nhau sẽ có những hình dáng khác nhau. Vậy nên, một đôi giày có size vừa vặn với chiều dài bàn chân thì cũng chưa chắc sẽ vừa với chiều ngang và chiều cao của mu bàn chân bạn đâu. Tốt nhất là hãy thử trực tiếp đôi giày lên chân để có những trải nghiệm chính xác nhất trước khi mua. Ngoài ra, sau khi mua cho mình một đôi giày mới, bạn cũng không nên mang nó ngay ra sân bóng và thi triển kỹ năng đâu. Những đôi giày mới luôn cần thời gian để làm quen, đặc biệt là chân bạn sẽ cần được làm quen dần với hình dáng và chất liệu mới mẻ của đôi giày đó. Theo kinh nghiệm của mình, hãy mang đôi giày của bạn vào 1 đến 2 ngày và đi lại trong nhà, làm những công việc sinh hoạt bình thường như ngồi máy tính, đọc sách, chơi game. Trong thời gian đó, hãy để xem đôi giày có gây ra sự khó chịu nào không. Nếu có, thì với một đôi giày mới, chỉ mang ở trong nhà, bạn vẫn có thể quay lại cửa hàng nơi mà bạn mua nó và đề nghị được đổi sang giày khác vừa vặn và thoải mái hơn. Một đôi giày đá bóng chính hãng cũng tốn của bạn khá tiền, nên hãy là người mua sắm thông minh nhé. Thắt dây vừa phải, thay đổi cách xỏ dây cho phù hợp. Nhiều người cho rằng dây giày là để chỉ mở ra khi bạn xỏ dây và cột lại là xong. Nhưng không hề, nó có nhiều khả năng hơn bạn nghĩ. Như mình đã từng nói trong một video trước đây về giày có dây và không dây, dây giày là một phần lợi thế của những đôi giày có dây, bởi nó có thể giúp bạn điều chỉnh độ ôm của đôi giày vào chân bạn. Không phải cứ xỏ dây giày là phải đều tăm tắp từ trên xuống dưới, lúc nào cũng bằng với lúc nào đâu. Bạn có thể nới lỏng dây giày một chút ở những vị trí mà bàn chân của bạn hơi to hơn phần còn lại, miễn sao bạn cảm thấy thoải mái. Giày bóng đá hiện đại ngày nay được làm từ những chất liệu co giãn tốt, không còn bị lỏng lẻo khi bạn nới lỏng sợi dây ra như những ngày trước. Nếu nới lỏng dây giày chưa đủ, bạn có thể nghiên cứu những cách xỏ dây giày khác nhau sao cho phù hợp với bàn chân của mình. Lấy ví dụ, bàn chân của bạn hơi to và bẹ phần mũi chân, mà phần dây giày khi bạn cảm thấy không thoải mái khi bị bó buộc ở phần mũi này. Lúc này, bạn có thể lựa chọn bỏ qua một hoặc hai lỗ xỏ ở phần mũi giày, không xỏ dây qua những lỗ đó nữa. Khi đó, khu vực này sẽ không còn bị dây giày bó buộc và bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Có khá nhiều cách xỏ dây giày sáng tạo trên mạng để các bạn tìm hiểu đấy. Thay đổi miếng lót giày. Dù ngày nay một đôi giày chính hãng thường được nhà sản xuất giới thiệu với nhiều công nghệ bên trong, bao gồm cả công nghệ dành cho phần đế lót giày, nhưng phải nói thật là phần lót giày jean của những đôi giày mua về thường không có gì đặc biệt về chất lượng. Nhìn chung thì phần lót jean này cũng chỉ được làm từ chất liệu mút xốp thông thường và phủ lên một lớp vải mà thôi. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy là cặp lót giày có sẵn đi kèm với đôi giày của mình thường sẽ xẹp xuống và trở nên mỏng dần sau một thời gian dài sử dụng. Nếu bạn muốn thật sự cảm thấy thoải mái hơn nữa, bạn có thể tìm mua những loại lót giày được thiết kế đặc biệt.
được làm từ các chất liệu tốt và mềm dẻo hơn, chẳng hạn như cao su non. Hơn nữa, một cặp lót dày xịn cũng thường được thiết kế với những đường cong thái học, tức là bề mặt lót sẽ cong lên xuống theo hình dáng bàn chân của bạn, qua đó giúp bạn thoải mái hơn nhiều khi đạp lên nó, thay vì phải đi với những chiếc lót giày phẳng lì mà đôi giày có sẵn. Có khá nhiều thương hiệu thật sự đầu tư sản xuất ra các mẫu lót giày rất tốt, êm chân, qua đó giúp bạn thoải mái hơn nhiều khi sử dụng. Rất nhiều cầu thủ sử dụng các loại lót giày chuyên dụng này trong luyện tập và thi đấu. Dán băng keo thể thao ở những vị trí đặc thù trên bàn chân. Ở mẹo số 2 phía trên, mình đã nói việc hãy mang một đôi giày mới ở 1 đến 2 ngày đầu và đi lại trong nhà. Ngoài việc nó giúp bạn cảm nhận đôi giày có vừa vặn hay không để quyết định mang nó ra sân và chiến hay đem đi đổi trả, thì việc mang thứ giày trong nhà còn giúp bạn có được một cảm nhận chính xác nhất về những vị trí mà bàn chân của mình sẽ tiếp xúc với đôi giày nhiều nhất. Bạn biết đấy, nhà sản xuất luôn luôn làm ra một đôi giày với một hình dáng nhất định nào đó. Nếu đủ may mắn, bạn sẽ tìm được một đôi giày có hình dáng cực kỳ phù hợp với bàn chân mình, đến nỗi bạn không có cảm thấy điểm nào khó chịu khi mang nó lên chân cả. Nhưng nếu bạn không được may mắn như vậy, đôi giày sẽ chỉ vừa với chân của bạn một phần, tức là sẽ có những vị trí trên đôi giày không hoàn toàn vừa với chân của bạn. Bạn có thể nhận ra điều này khi mang thử từ 1 đến 2 ngày đi trong nhà. Sau khi mang lên chân một thời gian nhất định, thường là khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng, bạn sẽ cảm nhận được một số vị trí trên bàn chân bị bó chặt hơn ở những chỗ khác. Chặt ở đâu thì tùy vào bàn chân của từng người và đôi giày mà họ mua. Và nếu bạn cảm thấy những vị trí này đã chấp nhận được, bạn có thể giữ đôi giày lại và mang nó ra sân. Rồi, giờ mới là màn quan trọng nhất đây. Có khi mang đôi giày trong nhà, bạn chỉ cảm thấy vị trí này hơi khó chịu, hơi chặt hơn những điểm khác một chút thôi. Thế nhưng, khi bạn mang đôi giày lên sân và đá bóng, nó là một câu chuyện khác. Vì sao? Vì đây là lúc mà bạn vận động ở cường độ cao. Lúc bạn mang đôi giày lên chân và không chỉ đi lại nhẹ nhàng từ tốn như trong nhà nữa, bạn sẽ phải chạy, dậm nhảy, sút bóng, tắt bóng, tranh chấp với đội bạn, vân vân. Những động tác ở cường độ cao này sẽ khiến cho những vị trí chưa vừa vặn với bàn chân bạn trở nên khó chịu hơn so với khi chỉ mang đi lại trong nhà. Và nếu một vị trí bị bó chặt hơn các vị trí khác, bị cọ sát nhiều hơn, thì khi đó có khả năng bạn sẽ gặp phải những vết phồng rộp ở vị trí này. Vì vậy, để ngăn ngừa điều đó, bạn có thể sử dụng băng keo thể thao, loại băng keo mềm và có bề mặt mịn để dán các vị trí khó chịu đó trước khi mang giày vào. Tức là hãy quấn băng keo, che những điểm khó chịu đó lại, sau đó mang vớ và xỏ giày. Khi lớp da trên bàn chân của bạn sẽ được lớp băng keo bảo vệ, giúp bạn giảm bớt cảm giác khó chịu khi bị ma sát liên tục ở những chỗ này. Và điều quan trọng là nó giúp chân của bạn tránh được những vết phồng rộp sau một trận đấu căng thẳng. Bạn cũng có thể áp dụng mẹo này trên cả những đôi giày cũ, bởi vì suy cho cùng, tốt khoe xấu che, mình khó chịu ở điểm nào thì che chắn điểm đó lại để đỡ khó chịu hơn, đúng không nào? Và trên đây là 5 mẹo mà Thanh Hùng Phô Sô vừa mách nhỏ với bạn để có thể áp dụng, đem lại cho mình sự thoải mái hơn khi mang giày đá bóng. Hãy nhớ rằng, đôi giày là công cụ vừa giúp bạn thi đấu, vừa là dụng cụ bảo vệ bàn chân của bạn. Hãy luôn đảm bảo đôi chân của mình luôn thật sự thoải mái và an toàn khi chơi bóng. Nếu cảm thấy có bất kỳ sự khó chịu hay đau đớn nào, dù là nhỏ nhất, thì cũng đừng bắt bàn chân của mình phải hứng chịu. Hãy ngưng lại một chút, thay một đôi giày không thoải mái đó để bảo vệ bàn chân quý báu của mình. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video khác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và nếu thấy video này hữu ích, cho chúng mình một like và một lượt đăng ký bên dưới để không bỏ lỡ những video khác của Thanh Hùng Phô Sô, để chúng mình có nhiều động lực ra những nội dung hữu ích và hay ho hơn nhé.